Xin chào cả nhà, số Ngọc Hiền Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em nồi áp suất thương hiệu Tefal Pháp. Có này dung tích 6 lít nha các bác nhá. Van xả zin xịn 100%, dòng tay gập một chạm này các bác này. Dòng tay gập một chạm nhá. Mặt inox đẹp này, inox đẹp sáng bóng, không một vết chảy xước. Tay chân đẹp như mới luôn nha các bác nhá. Đây. Tay chân đẹp như mới luôn. Này, nồi này. Các bác nhìn chưa? Mới tinh luôn nha các bác nhá, không hề ám ố, không hề chảy xước. Đấy. Gioăng cao su zin xịn 100%, mặt inox các thứ còn đẹp như mới luôn nha các bác nhá. Gioăng khít khịt luôn. Gioăng hãng còn rất là dày. Lồi bên trong có nhìn inox như mới luôn, đẹp sáng bóng luôn. Đấy. Còn em bán cho các bác giá này, 1,9 triệu bao ship bảo hành cho các bác 3 tháng. Đã test kín hơi nhanh nhừ nha các bác nhá. Bao xì, bao kín hơi, bao giỏ nước. Đấy. Dòng này nó quá VIP luôn các bác này. Đấy. Em có hai màu, dòng này em có hai màu, một là dòng tay màu trắng sữa, hai là cái dòng màu đỏ này các bác này. Đấy. Bác nào lấy con nào thì alo em nhé. Số điện thoại 0934230664. Hàng mấy em đợt này về rất chi là nhiều luôn. Đấy. Bác nào cần dòng nồi áp suất Tefal Pháp 6 lít thì dòng Tefal Pháp thì báo em. Em có dòng 3 lít, 4 lít, 4 lít rưỡi và 6 lít. Giá là 1,9 triệu bao ship bảo hành cho các bác 3 tháng, đã test kín hơi nhanh nhừ. Bác nào lấy thì cọc trước cho 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán nhé. Rồi xin chào các bác ở các video sau ạ.